ngon thì chú giới thiệu một là từ đó. Dạ. Người thật việc thật thật. Tươi quá, thế chính là tươi. Ăn vô trong biển một cái đồ mà tươi cái là ăn cái là thích liền luôn. Không có dám dối được. Vâng. Trắng trắng là cái khu. Cái đó của chú là con cái bánh như thế luôn rồi. Làm ăn mây không? Cái gì đẹp quá. Ừ. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi ăn ở quán Hồng Tiếu Trang. Ở đây thì có tim cật sườn non lưỡi gan phèo, hủ tiếu mì đấy, ở địa chỉ là số 337 đường Lê Văn Sĩ, phường 1, quận Bình Tân nha. Ở bên cạnh thì mình sẽ có số điện thoại của quán luôn. Hôm nay đi ăn một quán hủ tiếu ngon, ngon không chú? Trời ơi, hủ tiếu bây giờ chú đã con về nè. Biết hậu vệ Việt Nam giỏi nhất là ai không? Ai? Đỗ Khải. À không, khuẩn trước là Đỗ Khải. À về sau là của công an Hà Nội ai? Em mới nhớ này. Giang nhỉ? Bơm mà đội bóng của mình tới đây này. Tuyển thủ có ra? Quế Ngọc Hải. À Quế Ngọc Hải đấy. Quế Ngọc Hải được cái gì 4 F màn hình chụp lưu niệm nè. Vâng. Ừ. Trọng Hoàng. Ờ Trọng Hoàng là kia đó đấy này. Dạ. Đây là gia đình của gia đình đây là quán gia đình. À. Còn diễn viên thì tới đây vậy. Đây luôn hả? Có cái món này món của người Bắc mình. Dạ. Sao mới chưa biết? Ngon không chú? Hủ tiếu này ngon không? Thì con ăn con biết thưởng thức. Chú ăn thì chú mua nãy chú nói là quán chú dở. Đây là kỳ cựu đây này. Mới ăn mấy năm. Đây là khách. Ăn hai mấy năm luôn hả? Dạ. Mới ăn là mới ăn mấy năm. Còn dân mô tô đây này, đó người ta là quán này. Vâng. Là dân đua xe đạp, mô tô hay là công an giao thông quận. Thanh tra giao thông. Đồ ăn nhiều mà. Ừ. Không, tại sao? Tại mình có thương hiệu mà mình không đưa lên. Dạ, quán này lâu. Mà người ta ăn cho mình. Quán này lâu chưa chú? Mấy chục năm. Mấy chục năm rồi. Lúc ở đây nhà chưa xây mà còn cái chợ nhỏ ở đây. Dạ. Đấy. Em mới cắt tết làm được. Dạ. Nhưng mà từ lúc 7 giờ 8 giờ thôi. Đông lắm hả? Ồ chín luôn. Ừ. Dạ. Đấy giờ này 10 giờ 9 giờ. Hôm nay được cô chú anh chị với bạn đi ăn một quán hủ tiếu mì cũng lâu đời rồi, lâu năm rồi. Như chú nói chú tên gì chú còn tên Thái? Chú là Hùng. Chú Hùng như chú Hùng nhưng nói. Nhưng mà Trang á đó là em gái ruột. Hai anh em. Ừ. Bên này là quán cà phê của chú? Không, quán cà phê người ta, mình dạ. Mượn. À. Để ta ngồi, ta ăn một cà phê. Dạ. Còn bây giờ mình đi trong nhà. Đấy, đây là cô Trang, đây là chú Hùng. Như chú nói là hai anh đây, em ruột. Hai anh em luôn à? Hai anh em ruột đấy. Anh em có bida con nhau không? Con nói thật chú á. Dạ.
tại vì chú quen, chú sống ngoài Bắc mấy tháng. Dạ. Chú lấy dâu Hà Tây. Dạ. Thì ra cũng sáng sớm thay đồ uống cà phê, người ta cứ uống rượu mà. À, cái đó là... Uống cột cá mình nhiễm luôn. À. Tại vì ngoài Bắc cái khí hậu nó khác. Mùa thu nó mát, nó sáng nào cũng vậy. Cứ ông anh cứ chai rượu đi, biết mình quen cái luôn. Và nó ghê là đúng thật. Dạ. Ở đây thì các bạn có thể ngồi ở ngoài hoặc ở trong nhà tùy ý nha. Câu này nhiều em? 60 hả? À. Phần thêm này là nhiêu cô? 50. 50 à? Dạ. Bỏ lại xuống thôi. Dạ. Ok, đợi mì chút. Ok. Bye bye. Đưa nhà không? Hai phần tập. Ủa, cái gì em gái? Hai đi chung luôn hả? 72, 57. Rồi, đợi nha, đợi mì lên nha. 3, 2 về, cái con thêm. Tiền rồi. Tìm lưới lõi. Rồi. Câu này nhiêu chú? Câu này 60. 60 dạ. Còn câu nhỏ như vậy 50. À chủ yếu là 50. Câu đặc biệt đó. Dạ 50 60 ha. Ừ. 50 60 đó con. Đó, 2 câu 10 nè, câu 10 nè. Vậy. Đợi cha. Bao nhiêu? Cô ăn thêm nè. Rồi nhiều bánh ấy. Nhiều bánh của Sơn nè. Chị tí nha bạn. Có một cái khô cái nước thôi. Rồi cái khô cái nước nè. À nước nè. Rồi. Bỏng vào tay. Nước. Rồi khô nè. À khô. À một hủ tiếu là hủ tiếu mì phải không con? Dạ. Hủ tiếu mì là nước phải không? Dạ, một cái khô cái nước. Rồi, hủ tiếu mì là khô nè. Để ăn thưởng thức cho nó ngon. Ừ, thấy không? Ồ, rồi, con trộn cô cho các chú nha con. Ờ, cho nước chấm ở ngoài đi con. Ở bên ở ngoài mấy đứa. Sườn, đây sườn đây nè. Quay cái trục sườn này. Ở đây có vẻ bán cật nhiều em nhỉ? Dạ đúng rồi. Bán cật nhiều. Rồi.
có qua cho cô chồng chén nước súp lên con. Ờ, 4 ngày để cái này của anh nữa. Anh này của anh Sơn rồi hả? Cô chuyển là cô? Ở đây thì có hủ tiếu và mì nha các bạn nha. Có hủ tiếu và mì các bạn ăn là tùy, còn về phần đồ ăn phía trong thì mình thấy có tim gan, tim cận, có gan không ta? Tim cận, mình chủ yếu mình thấy là tim cận nha. Ở đây có gan không em hay là có tim cận? Dạ, có gan. Có gan là gan tim cận hả? Dạ, tim cận gan kèo lỏ lưỡi. Tim cận gan kèo lỏi lưỡi. À, có menu đó. À, có đầy đủ. Đầy đủ có món á. Nhiều tô này là 60 hả? Dạ. Khách rồi. Ăn uống nào? Uống ăn nhiều ơi. Ok, ngồi đâu? Khô à? Nhà, tôi nhà. Đây là tim, cận, với lại đỏ. Này 60 luôn cô ạ. Ok, ngồi đâu? Rồi, chúng ta ngồi nha. Tim, cận. Ủa ra, bút cho u chay. Rồi, tim, cận. Này 60 đấy em. Không, cái này là 30. Cái này những người ấy 20-30. À. Là có tim cận. Nó tùy cái. À, tùy người hả? Tùy người. Như là vé số ăn xin là miễn phí. Vé số ăn xin miễn phí luôn. Cho không? Ôi, tuyệt vời quá. Nó như vậy thôi. Thôi ngồi đâu. Cái này mình xài hủ tiếu gì chú? À? Cái này hủ tiếu là hủ tiếu mì tho hay là hủ tiếu người Hoa? Cái này mình đặt. Mình đặt. Bán ở... À, dạ. Chứ ngoài không có cái này đâu. À, mà không có hả? À? Ngoài. Đây là số 4 này. Đó, số 4 ăn gì? Dạ. Còn bây giờ là coi như là họ ăn rất là thưởng thức. Lý do là giờ mình đầy đủ quá rồi. Vâng. Miếng ngon người ta đánh giá luôn á. Tôi nói, tôi kể chú nghe, tôi phải nói cái tốt. Nhưng khi người ta ăn nó cơ, tí chú ăn thôi thì chú biết. Cái đồ lòng mà qua tủ lạnh một đêm, kể cả sống mà đều là đá cũng mà không bao giờ ngon. Vâng. Khi tôi lấy hàng, tôi tuyển ghê đấy. Tôi nói thật chú, tôi chẳng có lời nữa. Dạ. Vì cái tính của mình là như thế. Kỳ ha. Tôi là như vậy. Yeah. Tôi làm là khách ăn miếng ngon. Yeah. Nhà mình cũng không có dám làm đồ dở đâu. Cạch này cạch mới mỗi ngày luôn đó con. Ngày trong ngày luôn, nó đồ hàng nóng không đó. Yeah. Có những lúc tôi có đồ ba bốn muốn được vậy á. Dạ. Gom mà mình gọi là mình đi gom ha. Đúng rồi, gom hàng tươi hàng ngon á, hàng nóng đó. Yeah. Như này cũng có đồ lặng vậy, hàng khô vậy. Vâng. Cái gì cũng có hết. Có chuyện là mình có lấy mình bán hay không. Khách ở đâu mà người ta mỗi người mắc nhau để chúng tôi cho cậu coi cái hình ảnh của tuyển thủ. Yeah. Họ cũng nghe tin rồi là cũng có những người mà trong ban lãnh đạo họ đến ăn mới nói đến tay cầu thủ này, cầu thủ này đi vào sân Thống Nhất để đá ghé rồi đây. Dạ. Yeah. Thủ môn người dinh dưỡng này nọ. Mấy cái phần này sao mình phải cắt nó ra như vậy con? Ừ, tôi kỹ lắm. À. Tôi muốn cho khách hàng ăn một miếng nó thật là ngon luôn. Vâng. Nếu như mà đi những cái quán khác xào nấu là người ta cứ bỏ mấy cái này đó. À. Người ta để người ta thái là người ta bán luôn. Cháo lòng này nọ đó. Vâng. Còn đây là tôi tè hết luôn. Kỳ quá à. Đường thủ nữa. Quá trời cầu thủ Việt Nam luôn. Đấy, dạ. Tính ra là mình bán quán này lâu chưa cô? Mấy chục năm luôn rồi hả? Là con vợ nói
không có lời. Cái này là mày bán không có lời đâu, bán ra hết à. Không còn lời đâu, một ký cần sống ở ngoài á là cả ba cái này rồi, nặng lắm. Có cái là bán nó có mặt hàng, nhiều người ta thích ăn cần á, tốt cho sức khỏe. Mà cái cần này mà làm kéo là nó hôi liền nó ngon. Dạ. Một phần cũng phải là cần ngon, nếu cần không ngon thì nó hôi lắm. Vâng. Mình đã lấy hết cái này ngon rồi, ra cái trường đâu còn hàng nóng hàng ngon, tôi lùa hết rồi. Vâng. Đó. Dạ. Ngày nào hết thì nó không để ngày mai. Ngon đúng không? Nhưng mà mình đấy, mình bán cho khách là cái gì ngon nhất mình bán cho khách. Mấy cái này ăn bình thường mà. Trời ơi. Ngon luôn. Còn mình phục vụ khách là phục vụ chân tay ngon miệng tốt, ok. Cái hàng ngày mình mua mới về một ngày làm hay chung? Mua mới về ngay tại chỗ luôn. Đó, như vậy. Cô nói là một cái phần là ngon là do cái hàng kia nè các bạn này. Nó ngon là ngon cái này nè. Dạ. Yeah. Bạn ơi, đến là số 1 luôn không? Là cô đến một cái là múc 3 tô. À, 3 tô này là gọi là khách đặt trước rồi ha. Đặt trước đấy. Khách chưa tới mà gọi điện thoại trước đặt các bạn này. Giá thế nào? Cái miếng là cái sủi. À, cái sủi tươi mà giòn mà cô. Dạ. Yeah. Là cái mấy cái đồ sườn hết sớm mà cô. À, đó là sườn vai. Sườn vai. Dạ. Cho nên là chú ra ngoài mà chú ăn tô 20-30 ngàn cái gì là sườn đầu, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Ủa cái này không có đồ ăn đó em? Dạ, thế là người ta ăn chay. À, ăn chay rồi. Ba cái này số 1 đi con. Tô này bao nhiêu em? 50 à. Rồi cô thầy nè, cô thầy. Cô ăn đi. Đây là đầy đủ cực. À đây là đầy đủ. Có người là già. Điều đầy đủ. Giang ơi, của anh Sơn cái tô à, cực ha. 60 của chú đi con. Để chú 440. Dạ, đầy đủ. Cái mùi vị khác, mùi hạt tươi. Đi nó thưởng thức một khô một nước. Dạ. Ăn thử ha. Thế là ở đây mình có khô và nước không? Có chứ. Dạ. Tô một nước. Ở đây thì mình thấy quán rất là sạch các bạn. Ở đây thì một cái bàn này có sọt rác để sạch sẽ lắm, quán sạch sẽ mát lắm. Các bạn có thể ngồi đâu tùy ý nha. Ngồi ở ngoài ít bàn hơn chút xíu. Ngồi trong này thì hai bên mình thấy quạt rất là nhiều, rất là thoáng. À, rồi các bạn ơi, ở đây thì có hủ tiếu mì, có hủ tiếu, có khô và có nước. Các bạn nào tùy ý nha. Đây các bạn này. Lúc này á, trong lúc mình quay mình cứ thấy những cái tô 60 đem ra mình cũng có tin lắm các bạn ạ. Nhưng mà thực sự là đúng là tô như vậy 60 ở đây cô bán cô nói là hình như đây là nhà của cô á. Cô bán giá mềm quá trời các bạn này. Tô này 60 nha, nhìn ngon ha. Đây là hủ tiếu nước. Mình thấy ở đây có cái này là cái gì đây? Sụn rồi là có lỏi rồi là có tim, có gan, có cật. Đấy, ngon ha. Nói chung ở đây nhìn tô ngon lắm các bạn ạ. Còn đây là tô khô. Tô khô thì sẽ có một cái phần khô và một cái phần chén súp đi kèm. Khô thì mình chưa ăn khô đây, mình biết là nước sốt khô đấy như thế nào nhưng mà nhìn cũng rất là hấp dẫn ha. Ở trong này thì có nước sốt cồn khô và có cái phần tỏi phi. Và kèm theo nó thì cũng là một cái chén đồ ăn. Hay như vậy là hai phần này cũng là 60 luôn. Nói chung các bạn ở đây khô nước là đều hấp dẫn nha các bạn nha, khô nước đều hấp dẫn. Ở đây thì có một cái phần ăn kèm là có giá và tỏi, giá và củ hành, gốc hành. Các bạn ăn nó tùy nha. Thực sự là quán này nằm trong cái hẻm thôi nhưng mà mình vô mình thấy đông cho người ăn quá trời. Thường thường mà những cái quán trong hẻm á, những cái quán trong hẻm mà đông người ăn á thì các bạn biết là nó phải ngon, nó phải như thế nào đó rồi mới có đông người ăn. Chứ còn mà nếu mà chơi là không có ai ăn đâu. Quán này là ăn là gọi là truyền tai nhau không à. Đấy. Ở đây thì có một cái phần rất là đặc biệt. Hôm nay thì có lẽ mình sẽ ăn tô nước. Dạ. Hôm nay thì mình sẽ ăn tô nước các bạn ạ. Đây các bạn này, có một cái phần cực kỳ đặc biệt ở đây. Cô nói là đây là một cái phần ngon không kém. Đây là cái phần này các bạn này. Đây là cái phần tỏi muối nha.
Cô nói là quán cô là ngon, khách tới ăn nhiều cũng vì một cái phần này này. Cô nói là tỏi đây là bóc từng củ luôn đấy. Chưa, cho một ít vào đây này. Nhìn cái tô nó chất lượng lắm các bạn ạ. Tỏi để ngâm với ớt với nước mắm. Rồi cho ít vào đây nữa, chấm. Rồi bên này thì mình thấy có một ít chút xíu sa tế nha. Các bạn có thể cho vô, nếu bạn nào ăn được cay á, cho vô chút xíu sa tế. Các bạn chút xíu chanh. Đúng bài nha. Hấp dẫn quá. Rồi, mời cả nhà nha. Wow. Cái dùng cực kỳ đậm đà nha các bạn nha. Cái bàn này là mình mượn ở quán cà phê bên kia, các bạn có thể ngồi trong nhà tùy ý nha. Còn hôm nay mình ngồi bên kia, mình sẽ hết bàn này, mình sang đây. Ở đây là quán cà phê bên cạnh nha. Các bạn muốn sang đây ngồi thì ngồi mua ly cà phê là ok rồi. Đây người ta dùng một sổ dứa dai. Hủ tiếu dai mà ăn hủ tiếu trộn khô thì mình nghĩ nó sẽ ngon. Đây các bạn này. Ở đây thì có cái phần cặt. Nói thật với các bạn là hôm nay mình vô mình thấy cô lược ra từng phần cặt luôn á. Cô lược ra hết từng phần cặt luôn. Ngon chưa? Cật nó giòn quá. Cật rất là giòn, giòn thơm, không có bị hôi cật. Tươi á. Ăn cái cật mà nó giòn là cái đồ là nó tươi à. Nói chung cái nước dùng đây ổn lắm các bạn nha. Nước dùng rất là ổn. Ở đây lúc này cô nói là cái hành phi á. Cái hành phi đấy là cô không có mua sẵn mà cô nói là đưa mua cái hành là hành ngon á. Hành Hà Nội thơm. Đây là cái cật các bạn ạ. Các bạn nhìn lại cái phần cật, mình thấy là cái cật ở đây á. Người ta làm sao mà cái cật đấy nó rất là thơm. Giòn thơm, không có bị hôi. Ăn tươi, ăn vào trong miệng á. Cái cật mà ăn trong miệng là thấy tươi tươi là biết rồi. Mời cả nhà. Tỏi ngon quá ta. Wow. Tim, gan, cật, lòi, rồi là lưỡi. Đấy các bạn này, hôm nay cái phần lưỡi này. Hấp dẫn chưa? Ngon ăn. Giòn quá. Anh em quay được rồi. Giòn này nè. Chú Hùng chú thấy anh quay phim. Chú Hùng. Chú Hùng chú thấy anh quay phim đang quay cho mình. Chú kêu quay gì nữa ăn đi. Thì ăn trở đi tí này quấn mã cho em thì. Dạ. Luôn đi chú. Đây 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 này. Đây có một cái phần này gọi là mình thấy cứ một tô này có một cái phần này này, có cái phần xương sụn nữa, thịt và xương sụn ở trong cái phần này là phần gì mình không có biết nha. Có phần gọi là xương sụn ở trong á. Chú Hùng vào đây vui tính các bạn ha, ngon. Thôi ăn đi em trai, cái này đặc sản nha. À, cưng lắm đó nè. Cứ ăn thử đi. Cái này là gì chú? Nó trị bệnh. Cái này nó trị đau lưng. À. Nó bị thuốc á. Cái này ha. Ừ. Cái này là cái phần gân cắt của con cật đúng không chú? Đúng đấy. À gân cật. À đây các bạn này. Đặc biệt lắm này mới còn đó nha. À cái này là hiếm mà.
Nếu con này mà bán là bao nhiêu một phần như này chú? Tùy, nhưng mà cái người Bắc mình á, là quý nhất cái này. Là quý nhất cái này. Bao nhiêu tinh hoa ở thận á, người Bắc kêu là thận phải không? Vâng. Đó là nằm trong đó, đó này. À, phải là... biết làm mới ăn được, biết làm thì không ăn được đâu. Dạ, phải biết làm mới biết mới ăn được ha. Thì ăn được đấy thôi. Ờ, cảm ơn chú. Chú nói là cái phần này là cái phần gân của cật á, cái phần này ăn nó gọi là lõi cật giống nhau rồi. Ăn nó lên thuốc. Đúng rồi, nó bị thuốc á. Đấy. Cảm ơn chú rất là nhiều. Thì ăn lên đi. Ăn hết này cỏ đấy. Chứ là cái này là không có thường xuyên không chú? Ngày nào cũng có nhưng mà ta ăn sớm lắm. À nhanh hết à. Đấy, mình hôm nay là có duyên các bạn ạ. Hôm nay mình tới là anh em mình mà bình thường mưa phùn gió bấc này tiểu đế mà nhậu cái này thôi là bá phát luôn, là bá bài luôn ha. Đúng bài luôn đấy. Cái này là cái phần lòi cật nha. Ừ, nãy giòn quá chú. Thì nó giòn. Dạ đấy, giòn lắm. Chú nói là cái phần này là không phải hôm nào cũng có nha bạn nha. Hôm nay sao mà mình hên. Một cái này nó vừa giòn vừa béo ra. Có được siêu mỡ á, bạn cái cuốn hay giống cái cuốn ở cạnh các bạn. Ủa cái này ngon ta. Trong cái phần này các bạn, trong cái phần này là có cái phần mỡ này các bạn này. Cái phần này là có cái phần mỡ với là cái phần gân của cật á. Gân với mỡ với cật cho nên ăn rất là giòn, giòn và thơm. Cứ một trái cật có một miếng thì phải. Ngon quá. Mà đây là mình thấy một cái điều là đây không biết tại sao mà ở đây cô làm cái cật nó thơm lắm, nó không có bị hôi, cực kỳ thơm luôn, giòn thơm không có hôi. Cô nói là cô Trang, cô nói là cứ sáng sớm là cô đặt mấy cái mối, cô đặt phải 3-4 mối với đủ cái lượng cật như thế này. Cô nói là cái thứ hàng đông lạnh nó nhiều lắm, nhưng mà ở đây là ai ăn rồi thì sẽ biết đây là hàng tươi. Hàng tươi là ăn vào miệng biết liền các bạn. Hàng tươi ăn vào miệng biết liền, nó thơm, nó giòn, nó ngọt. Đây có phần tim các bạn này. Trong một tô thì có tim, gan, rồi cật, rồi lõi, các bạn ăn nào tùy nha. Đây là cái phần tim nha. Mình thích là ăn mà có miếng ớt, miếng tỏi quá các bạn. Trời ơi, chấm đầy cá nó ngon. Đúng bài luôn. Ở đây có một cái chi tiết mà cô Trang không muốn đưa vào nhưng mà chú Hùng được nói. Đó là đây, nếu mà người nghèo lấy số á, mà tới đây ăn là miễn phí luôn, chứ là cô Trang không lấy tiền. Cái đó là một cái rất là tốt. Cô Trang ở đây thì theo đạo Thiên Chúa, cho nên là cô ấy nói là việc mình làm tốt mà nói ra thì nó không còn tốt nữa. Nên cô cũng muốn nói nhưng mà đây chú Hùng nói. Chú Hùng nói là mình nói luôn. Gốc hành nó giòn quá. Đồ ăn nhiều nha bạn nha. Đây các bạn ạ. Phần phèo, nãy giờ ăn quá trời ăn thôi mà vẫn còn đồ ăn. Nói chung tô 60 là nhiều lắm. Lúc này mà cái lúc mà mình mới vào nơi á, mình thấy mà bữa cái tô 60 ra chế nước, mình nói có phải tô 60 không mà sao nhiều có vậy. Nhưng mà đúng là như vậy nha các bạn nha. Giòn. Ăn cái phần tim, phần gan, phần cật ăn nó giòn không được á. Ăn giòn là biết tươi nha các bạn nha.
mấy cái đồ mà tươi á, mấy cái đồ mà liên quan đến chưa xong rồi con trai. Dạ hơi lâu chú. Trời ơi, chứ mà ta làm chết à, không ăn khô luôn nha. Dạ. Quá trời nước nóng ăn xong. Giòn. Không biết là cái mít này nó thu được tiếng giòn không? Nói vừa bị anh phải làm được thấy giòn hết á. Nói về đồ ăn cứ giòn là tươi nha các bạn nha. Nói về đặc biệt là những cái đồ mà liên quan đến hải sản hay là tim gan phổi này kia cứ giòn là tươi. Ở đây thì quán này thì bán trong hẻm thôi. Đây là cái hẻm này là hẻm 337 đường Lê Văn Sĩ. Các bạn đi ra ngoài kia chút xíu là đụng đường Lê Văn Sĩ. Từ đường Lê Văn Sĩ đi vào đây khoảng 50m đến 100m thôi. Và gặp quán này nha. Quán này thì bán ăn ngoài này hoặc vô trong nhà các bạn ăn ngồi đâu tùy ý nha. Ở đây quán cà phê. Rồi nha, nếu bạn nào mà thích ăn mì cá cạch, thích ăn hủ tiếu mì thì một lần nào đó đi ngang qua đây có thể ghé ăn thử nha. Ở đây thì mình thấy được cái là làm đồ tươi. Đồ tươi nha, đồ rất là tươi, làm cạch giòn thơm ngon lắm, không bị hăng. Các đồ trong này ăn tươi biết liền luôn. Và cái thứ hai là mình thấy cái giá mình thấy một tô 60 rất là nói chung đầy đặn, đầy đặn, hấp dẫn lắm. Nói chung ok, nói chung mọi thứ mình cảm thấy ok nha. Nói về khẩu vị cứ người bị khác nhau, hôm nay mình ăn là thấy ok nha các bạn nha. Rồi nha, nếu bạn nào xem mà thích thì một lần nào đó đi ngang qua đây có thể ghé vào ăn thử nha. Còn video này thì mình xin phép là kết thúc tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Đừng quên like video, đăng ký kênh và để lại ý kiến của mình về quán ngày hôm nay nha. Cả quên có cái phần này các bạn này. Cái phần này nếu mà bạn nào mà tới mà còn nha, ăn phần này này. Phần này ăn bổ lắm. Ăn giòn ngon mà vừa giòn vừa thơm vừa hơi béo. Ăn phần này thích lắm. Nhưng mà phần này nghe chú Hùng nói là mình hôm nay cực kỳ may mắn, chứ còn không là bình thường là phần này hết sớm lắm. Giòn quá. Cực kỳ giòn lắm.